Trong bối cảnh hậu chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cụm từ học tập cải tạo nói đến chương trình tập trung để cải tạo của chính quyền Việt Nam đối với binh lính chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay những người tham gia phục vụ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Hệ thống giữ tù binh này lấy lại mẫu từ trại cải tạo lao động Liên Xô. Để đảm bảo trật tự an ninh vào tháng 6 năm 1975, Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra thông báo bắt buộc quân đội và viên chức thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa đi học tập cải tạo. Để phân định và có chính sách đối xử thỏa đáng, Chính phủ cũng phân biệt rõ những công chức làm việc cho địch vì hoàn cảnh, vì đồng lương thì không coi là ngụy quyền. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, số tàn quân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tan rã tại chỗ khá đông. Một số vẫn tiếp tục lẩn trốn và tìm cách chống lại chính quyền mới như ném lựu đạn, ném đá vào rạp hát, cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa, dán khẩu hiệu ở thị xã, thị trấn, đặt chướng ngại vật gây tai nạn trên đường, lập các nhóm gây rối trật tự trị an. Một số còn thu thập nhân lực, chôn giấu vũ khí, xây dựng kế hoạch hoạt động vũ trang để lập vùng ly khai. Theo nhà nước Việt Nam, một trong các mục đích của học tập cải tạo là thể hiện chính sách khoan hồng của nhà nước Việt Nam khi họ không đưa các cựu binh đối phương ra xét xử các tội ác chiến tranh. Bởi nếu xét xử như vậy, thì mức án với các đối tượng này còn nặng hơn nhiều. Một số tù nhân có thể bị tử hình, đồng thời cũng để chính quyền mới tạm thời ngăn chặn sự chống phá của các thành viên cực đoan của chế độ cũ nhằm giữ ổn định xã hội miền Nam thời kỳ hậu chiến. Còn tướng Lê Minh Đảo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì cho rằng ông bị giam giữ mà không xét xử và không có điều kiện sinh hoạt tốt theo quy chế tù binh trong Công ước Geneva. Trại cải tạo của chính quyền Việt Nam cũng là mô hình giam giữ tập trung tương tự với các trại cải tạo lao động của Liên Xô và một số nước khác. Theo đó, tù nhân tham gia các hình thức lao động trong trại giam. Theo Alan Westmead, tác giả cuốn sách Việt Nam Tấm Da Voi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã nắm trong tay toàn bộ tài liệu ở trung tâm đăng kiểm của Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ ở Việt Nam. Do quân lực Việt Nam Cộng hòa tan rã quá nhanh nên không kịp tiêu hủy tài liệu. Mà theo như ông mô tả, là một trong năm máy tính của trung tâm đăng kiểm Mỹ, toàn bộ quân đội Sài Gòn, từ Tổng Chỉ huy cho đến Anh Binh Nhì, đều được chương chỉnh hóa với toàn bộ những chi tiết về lai lịch và chính trị cần thiết của họ. Thậm chí cả với lớp sắp tuyển cũng có đầy đủ tất cả như thế. Trên thực tế, trong các báo cáo của sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rất nhiều hành động có thể được coi là tội ác chiến tranh đã được ghi lại và báo cáo như là một chiến tích trong sự nghiệp chống cộng. Nếu chính quyền mới muốn lập tòa án để xử tử tù binh chế độ cũ, thì đó sẽ là bằng chứng rõ ràng để kết tội. Nhưng chính quyền mới đã không làm như vậy. Việc trừng phạt những đối tượng cộng tác với quân xâm lược nước ngoài diễn ra rất phổ biến ở các nước. Sau khi thoát khỏi sự đô hộ của đế quốc Nhật Bản, tại Hàn Quốc thì luật pháp có hẳn một quy định về đối tượng này. Trung tâm Sự thật và Công lý Lịch sử đã lập ra cả một danh sách 4.389 người từng cộng tác với Nhật để xét lý lịch với con cháu của họ. Năm 2019, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng xóa sạch những dấu tích của việc cộng tác với Nhật Bản là điều nên được thực hiện từ lâu. Sau khi được quân đồng minh giải phóng năm 1945, hàng loạt các nước châu Âu đã trừng phạt những người cộng tác với quân xâm lược Đức Quốc xã. Nước Pháp đã xử tử hơn 10.500 người, phạt tù 127.000 người. Hà Lan đã bắt giam 60.000 người. Đan Mạch, Bỉ và Na Uy mỗi nước cũng đã bắt giam hàng chục nghìn người cộng tác với Đức Quốc xã. Riêng Na Uy, Đan Mạch và Hà Lan đã khôi phục án tử hình trong dịp này sau hàng chục năm không áp dụng. Khi so sánh thì chính sách học tập cải tạo ở Việt Nam đã khá nhân đạo khi không tiến hành tử hình bất kỳ một ai. Một công bố của nhà chức trách nói rõ, việc tổ chức cho ngụy quân, ngụy quyền và các đối tượng phản động ra trình diện học tập cải tạo thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, có tác dụng phân hóa hàng ngũ bọn phản động, cô lập bọn đầu sỏ ngoan cố, đập tan luận điệu tuyên truyền chiến tranh tâm lý của địch, tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân. Chính quyền Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đề ra 4 thành phần cần phải tập trung đưa đi cải tạo. Ngụy quân, sĩ quan quân đội từ cấp úy đến cấp tướng, ngụy quyền, cảnh sát, tư pháp hành chính, đảng phái phản động, tức đảng viên chống cộng,
đầu hàng, phản bội, các phần tử bị chiêu hồi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Thiếu tá Nguyễn Thế Trị cấp tốc hành quân từ trường quân chính B2 Tây Ninh về Sài Gòn làm nhiệm vụ tiếp thu, tiếp quản một số học viện nhà trường quân sự của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và trực tiếp làm giáo viên cải tạo sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa. Cuối năm 1975, đầu năm 1976, Thiếu tá Nguyễn Thế Trị cùng anh em giáo viên trưởng quân chính B2 được chỉ định tham gia nhiệm vụ đặc biệt, tham gia làm giáo viên cải tạo sĩ quan chế độ cũ, từ cấp đại úy tâm lý chiến đến cấp trung tướng ở cơ sở Suối Dâm, Long Khánh, Đồng Nai và quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trị kể lại, các đối tượng cải tạo được học 10 bài theo quy định của cấp trên, sau đó viết thu hoạch cá nhân. Nếu chỉ nhìn ở góc độ kết quả trên trang giấy họ viết, ta có thể cho họ đạt giỏi tới 70-80%. Nhưng nhận thức của họ thì sao? Thực tế, chế độ cũ tuyên truyền rất xấu về chúng ta, cho rằng ta sẽ trả thù tàn bạo, nên những người này ác cảm với cách mạng, toàn viết thu hoạch nói tốt để đối phó, để không bị trả thù và việc viết báo cáo khác với họ nói bên ngoài. Sau này, có dịp đọc các bài báo mà các sĩ quan chế độ cũ đi Mỹ mô tả các lớp học tập, cải tạo. Họ nói khác hẳn với những gì họ viết, thậm chí còn xuyên tạc, phóng đại sự gian khổ trong khi cải tạo. Họ cũng mô tả sự gian khổ cường điệu, làm oai mình lên, theo mô típ yêu hùng cá nhân, hùng thiêng xa bẫy, giống hệt các tích tuồng tàu. Thượng tướng Nguyễn Thế Trị nhớ vậy và lắc đầu. Họ không nói đúng sự thật mà họ biết. Chính chúng tôi, những người giảng bài, giáo dục họ và biết bao nhiêu cán bộ quản giáo cũng phải sống trong vô vàn khó khăn. Thời ấy đất nước vừa thu về một mối, không có nguồn viện trợ như trước. Hậu phương lớn cũng dốc sức dốc lòng cho thống nhất non sông. Thời gian này, cấp trên đồng ý và cho một số cán bộ giáo viên đi thực tế, tìm hiểu đời sống các gia đình sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa từ cấp thiếu tá đến trung tướng. Đến từng gia đình, mọi người mới vỡ lẽ là mức sống họ cao và khá giả. Chúng tôi biết sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ít nhiều đều có vốn văn hóa khá cao. Không ít người là sinh viên, học sinh và đào tạo sớm thành sĩ quan. Chế độ cũ cũng dành đặc ân, ưu ái cho sĩ quan trung, cao cấp. Sĩ quan cấp úy cũng có mặt bằng lương bổng đủ nuôi cả gia đình. Trong khi đó, sĩ quan của Quân đội Nhân dân Việt Nam dù cao cỡ nào cũng do dân nuôi, đời sống khiêm tốn. Khi đó, ai có chiếc xe máy Honda 67 là khá giả. Rất nhiều gia đình cán bộ trung cấp chưa có tivi, nói chi tủ lạnh, máy lạnh như gia đình sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ cần vào khu gia binh của sĩ quan cấp úy của họ cũng thấy một trời một vực so với sĩ quan ta. Thượng tướng Nguyễn Thế Trị nhớ lại và trầm ngâm. Thời điểm ấy, các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa không dễ gì quên đi và phủ định quá khứ dễ dàng. Chế độ viện trợ Mỹ và sự ưu ái nhằm tư sản hóa đội ngũ sĩ quan ấy là căn cốt để họ trung thành, bám lấy những lợi ích vật chất được hưởng quá ưu đãi. Tất nhiên, sau chuyến tìm hiểu thực tế này, những giáo viên cải tạo đã nhìn kết quả học tập của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bằng cái nhìn khách quan hơn và đề nghị cấp trên tìm giải pháp hiệu quả cải tạo họ, trở về là công dân, bình đẳng hòa hợp với cộng đồng. Chuyện buồn trong trại cải tạo. Trong quá trình cải tạo sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, Thượng tướng Nguyễn Thế Trị chứng kiến một số việc hết sức đau lòng. Một cán bộ cao cấp của ta có cháu ngoại là Trung tá Việt Nam Cộng Hòa đang tập trung cải tạo. Cán bộ này vào gặp cháu, phản đối quy định tiếp xúc là khi gặp gỡ gia đình phải có đủ 3 thành phần là người đang cải tạo, gia đình, quản giáo. Vào buổi tối tổ chức liên hoan với cán bộ khung, rượu vào lời ra vi phạm quy chế của trại cải tạo, là người sống có nguyên tắc, tôn trọng mệnh lệnh, ông chị đã yêu cầu kỷ luật. Trường hợp khác, một bạn chiến đấu của ông chị sau giải phóng lên tới chức cán bộ trung đoàn, phụ trách khung cải tạo sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Vì tận mắc rượu, đồng ý theo vợ sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa về nhà họ ở thành phố Hồ Chí Minh chơi. Sau chuyến thăm đó, khi về đơn vị, anh ta nhắm mắt bảo lãnh cho anh chồng là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi trại và họ trốn sang Mỹ, viết thư về tố cáo. Rốt cục, vị này bị khai trừ khỏi đảng, giáng cấp từ thiếu tá xuống thượng úy, cho ra quân. Với chúng tôi, luôn tự nhủ dù hết chiến tranh, phải giữ đúng lập trường, bản lĩnh kiên định. Không thể để vật chất mua chuộc hay một chút bả hư vinh mà sa ngã.
Ngay sau chiến tranh, đã có những cán bộ hư hỏng, đó là quy luật đào thải của cuộc sống. Chiến tranh cũng có kẻ hèn nhát quay súng, chiêu hồi, sợ chết. Ai bảo trong thời bình không còn bom đạn, không có thương vong? Thượng tướng Nguyễn Thế Trị trầm ngâm vậy. Sau năm 1975, ở miền Nam có hơn 1 triệu người thuộc diện phải ra trình diện. Riêng ở Sài Gòn có 443.360 người ra trình diện. Trong số đó có 28 viên tướng, 362 đại tá, 1.806 trung tá, 3.978 thiếu tá, 39.304 sĩ quan cấp úy, 35.564 cảnh sát, 1.932 nhân viên tình báo, 1.469 viên chức cao cấp trong chính quyền và 9.306 người trong các đảng phái phản động. Tính đến năm 1980 thì chính phủ Việt Nam xác nhận có 26.000 người vẫn còn ở trong trại cải tạo. Tuy nhiên, một số quan sát viên nước ngoài ước tính khoảng 100.000 đến 300.000 vẫn đang ở trong trại cải tạo. Ước tính của Hoa Kỳ cho rằng khoảng 165.000 người vẫn bị giam. Tuy nhiên, ước tính của Mỹ và quan sát viên nước ngoài đã tính gộp cả những người thuộc diện vi phạm các tội về an ninh như giết người, trộm cướp, chứ không chỉ gồm các cựu quân nhân, quan chức của Việt Nam Cộng Hòa và con số đã bị thổi phồng. Theo báo cáo năm 1979 của Tổ chức Ân xá Quốc tế AI, phía Việt Nam trong giai đoạn 1975-1979 có 40.000 người phải đi học tập cải tạo. Tới năm 1979, số người bị giam giữ được ước tính là 26.000 người. Phía AI cũng nhấn mạnh, số lượng này đã bao gồm cả các tội phạm về hình sự như trộm cắp, mại dâm, ma túy. Sau thời gian đi học tập cải tạo, những người này được phục hồi đầy đủ quyền công dân. Trong vòng 48 giờ sau khi ra khỏi trại cải tạo, người được cải tạo sẽ tới trình diện tại ban quản lý người học tập cải tạo. Sau đó là về làm việc với tổ quản lý cấp phường xã để trước khi trở về nhà. Đối với những người mà giấy ra trại có ghi không quản chế thì không bị quản chế và được hưởng quyền công dân ngay. Còn nếu người đó thuộc diện bị quản chế thì vẫn được về nhà, nhưng khi đi khỏi phường xã trên 24 giờ phải xin phép công an xã hoặc phường, ra khỏi quận thì xin phép công an quận và ra khỏi tỉnh hoặc thành phố thì xin phép công an tỉnh hoặc thành phố. Thời hạn quản chế là từ 6 tháng đến 1 năm. Người bị quản chế vẫn được tuyển dụng vào các cơ quan, xí nghiệp của nhà nước. Sau thời gian quản chế, nếu không có vi phạm, sẽ được phục hồi quyền công dân. Thời gian quản chế có thể được rút ngắn nếu lập thành tích nổi bật trong công tác bảo vệ trật tự an ninh hoặc trong lao động sản xuất. Các cơ quan công quyền có trách nhiệm tạo điều kiện để người hoàn thành học tập, cải tạo về được lao động sản xuất để có cuộc sống ổn định, lâu dài. Trong những người đã bị đưa đi học tập cải tạo, đã có nhiều người ra định cư ở nước ngoài. Theo các chương trình xuất cảnh như chương trình Ra đi có trật tự, một thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ký năm 1989. Theo đó, thì chính phủ Mỹ dành ưu tiên nhập cảnh cho những cựu quân nhân, viên chức của Việt Nam Cộng Hòa giam từ 3 năm trở lên. Để khép lại nội dung của chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trích lại những lời của tướng Nguyễn Hữu Có, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng, đồng thời là Tổng tham mưu trưởng Việt Nam Cộng Hòa, đã mô tả lại cuộc sống sau khi hết học tập cải tạo như sau. Sau giải phóng, tôi đi học tập cải tạo và hiện sống với gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Không có ai cản trở gì đến cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi có tới 12 người con, hiện các con tôi đã lập gia đình, có con cháu và các cháu cùng sống với chúng tôi. Các con tôi tuy làm những công việc khác nhau nhưng đủ sống, có cháu còn khá giả. Các con và cháu tôi đều được đi học, gia đình tôi sống hòa thuận vui vẻ, quan hệ tốt với khu phố, được tặng không ít giấy khen vì những thành tích khác nhau. Tôi và vợ vẫn qua lại bên Hoa Kỳ chơi, không hề bị cấm đoán. Sắp tới chúng tôi lại sang Hoa Kỳ thăm người nhà. Năm 2004, tôi được mời tham gia công tác mặt trận là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vẫn thường xuyên được mời tới tham dự các cuộc gặp mặt với các vị lãnh đạo cao cấp của Quốc hội, nhà nước, mặt trận, đoàn thể và luôn nhận được sự thăm hỏi, động viên của các cấp chính quyền. Gia đình tôi theo đạo Tin lành, chúng tôi được tự do đi lễ nhà thờ, không bị ai bắt bớ, cấm đoán hay cấm giảng đạo.